Kính chào các bạn, hiện nay đối với lĩnh vực nhà hàng khách sạn là lĩnh vực đang phổ biến trên thị trường và rất nhiều các đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán đối với công ty về nhà hàng khách sạn. Đối với công ty có hai lĩnh vực và vừa nhà hàng và vừa có cả khách sạn thì khi kế toán hạch toán thì chúng ta cần phải biết chi phí nào hạch toán phân bổ cho nhà hàng và chi phí nào hạch toán phân bổ cho khách sạn. Thì trong cái khóa học kế toán nhà hàng khách sạn tại Kế toán Việt Hưng thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta cụ thể chi tiết những chi phí liên quan đến hai mảng kế toán nhà hàng và khách sạn trong cùng một loại hình doanh nghiệp, và chúng ta phải phân bổ chi phí và doanh thu sao cho nó tương ứng để khi quyết toán thuế chúng ta sẽ dễ giải trình với cơ quan thuế, tránh trường hợp chi phí dùng cho nhà hàng mà chúng ta lại tập hợp cho khách sạn thì sau này khi quyết toán thuế chúng ta sẽ bị cơ quan thuế gạt ra khỏi chi phí hợp lý. Đối với mảng nhà hàng thì phân bổ thời gian sử dụng các vật liệu đó sao cho nó hợp lý, tránh trường hợp nguyên vật liệu hỏng dư thừa. Còn đối với các công cụ mà liên quan đến khách, chúng ta sẽ phải phân bổ vào từng phòng ban như thế nào và thời gian phân bổ ra sao thì nội dung ở trong khóa học này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn. Các chi phí liên quan ví dụ như là tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh vào cho hai mảng này và tính cả cho bộ phận văn phòng nữa. Các việc sửa chữa liên quan thì sẽ có vấn đề là kế toán sẽ cần phải biết cách đăng ký tạm trú cho khách hàng khi khách hàng đến thuê ngủ nghỉ tại khách sạn. Các vấn đề thứ nhất là xử lý về số dư đầu kỳ, thứ hai là xử lý số phát sinh trong kỳ thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta về định mức nguyên vật liệu cho từng món ăn, hạch toán các hóa đơn mua vào và bán ra vào các phân hệ trên phần mềm kế toán MISA như thế nào. Về hình thức học của Kế toán Việt Hưng thì Việt Hưng chủ yếu là đào tạo kế toán online. Và hình thức đào tạo online là giáo viên sẽ gọi điện nói chuyện với học viên qua Zalo, Facebook hoặc là Skype và truy cập vào máy tính để hướng dẫn cho các bạn bằng phần mềm Ultraview, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Bây giờ thời đại công nghệ rồi thì bạn nào cũng có máy tính kết nối mạng, do đó hình thức học trực tuyến rất là thuận lợi, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và chúng ta được học với giáo viên đi làm thực tế tại các doanh nghiệp. Do đó, hình thức học online được rất nhiều học viên lựa chọn và chủ yếu là những người đi làm hoặc là những người có con nhỏ. Sau khi hoàn thành khóa học tại Kế toán Việt Hưng thì các bạn đi làm thực tế có vấn đề gì không hiểu thì chúng ta có thể hỏi giáo viên hoặc hỏi trung tâm để được hỗ trợ. Việt Hưng hy vọng sẽ được hợp tác với các bạn trong một thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công!